Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóp anh em ơi. Này với số lúa là 800 canh thì mình tiếp tục áp dụng cái công thức hai cửa để mình chiến con xích bo cho tất cả anh em cùng xem và giải trí nhá. Rồi, nện phát. Đấy, vừa vào là phải nện anh em ạ. Vừa vào là phải nện luôn. Đấy, vào nện luôn con 2 con 3 anh em ạ. Đấy, ăn xong mới coi cầu sau. Rồi bây giờ mình sẽ vào sân cầu. Ok, hiện tại đang đi 442 anh em, ba con chẵn rồi nhá. Ba con chẵn rồi anh em nên nhớ này, ba con chẵn rồi thì bây giờ mình sẽ bể tiếp anh em nhá. Mình sẽ bể tiếp một con chẵn nữa này. Đấy, một phát chẵn nữa anh em. Bây giờ mình sẽ đánh mỗi con 5 lít nữa này. Đấy, không biết nó có về lẹ không. Chắc hy vọng đang bệt. Đấy, hy vọng bệt chẵn nó ra chẵn luôn. Rồi thì bình thường thì nói chung con 2 thì nó hay bệt lại con 2 con 4 lắm anh em. Đấy mình cũng nói cho anh em xem rồi. Đó, anh em thấy không? Con 2 khi nào nó không bệt lại con 2 hoặc con 4 100% luôn anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bệt lại con 2. Với lại mình sẽ không bắt con 4 nữa mà mình bắt con 3, mình sẽ chuyển sang con 3 anh em nhá. Đấy, công thức hai cửa của mình nó cũng khá đơn giản anh em ạ. Bỏ một con 6 bắt từ 2 đến 5 nó đơn giản lắm anh em. 3 phát ăn cả 3 luôn, không phải nói nhiều. Đó là mình chơi tất tay đấy anh em ạ. Rồi thì để xem hôm nay lúa 800k của mình thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu trên con xích bo bình bóc này với lại công thức hai cửa của mình. Thì anh em nhớ đón xem hết cuối clip để xem kết quả với lại cũng như là xem cách mình chơi như thế nào cho nó hiệu quả an toàn anh em nhá. Rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục bắt con 3 con 5. Nãy giờ, bây giờ về lẻ. Ok chưa? 4 tay ăn cả 4 nhá anh em. 4 tay ăn cả 4 nhá. Ok chưa? Lên 9 cụ 2 này. 800k lên 9 cụ 2 rồi. Bây giờ thì ăn thông 4 tay rồi. Bây giờ thì mình xin phép anh em ra ngoài lại một phát. Đấy vì ăn thông 4 tay rồi anh em ạ. Ăn thông 4 tay phải ra ngoài lại chứ không là anh em chỉ có quảng thôi. Rồi, hy vọng kịp về. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy ra con 5 nhá. Bây giờ mình sẽ bịt lại con 5 con 3 tiếp anh em nhá. Bịt lại con 5 con 3 tiếp mỗi con 2 triệu rưỡi này. Đấy, để xem phát này nó như nào anh em ạ. Như nào mở bát nào. Mở bát. Đầy rồi, ăn tiếp 5 tay thông anh em nhá. Hiếm khi xích bo ăn thông lắm anh em. Tầm 3 4 tay nó mất rồi. Nhưng mà hôm nay ăn thông 5 tay rồi chưa bay tay nào cả. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm con này thì link trong mô tả nhá. Có code 20k cho anh em miễn phí này. Rồi mỗi người mình sẽ tặng một bộ công thức xích bo với lại mình sẽ hỗ trợ đưa về bờ. Mỗi người 1 đến 2 lượt miễn phí, mất hoàn vốn cho anh em. Ok chưa? Rồi, ok, 4 5. Ôi, ra 1 thì mình chịu nhá anh em. Vì con 1 con 6 là mình bỏ hoàn toàn luôn. Đấy, lâu lâu nếu mà hiếm quá thì mình bắt một con thôi. Cầu chắc quá mình bắt một con được không mình bỏ hết anh em. Rồi, vừa rồi ra con 1 thì bây giờ mình sẽ bắt lại con 3 con 4 anh em này. Nếu mà đi 3 cửa thì phát này thì mình ăn 100%. Nhưng mà đi 2 cửa thì phát này thì cũng hên xui, sợ nó bịt thôi anh em. Mình chỉ sợ nó bịt con 1 thôi anh em ạ, còn không mình cũng sợ đâu. Nếu mà không bịt con 1 thì mình phát này mình không bao giờ mà sợ. Mở bát. Đấy, anh em thấy chưa? Ok chưa, 23 cụ này. Đấy thì anh em nào mà tải game thì link trong mô tả nhá. Anh em tải xong nhớ gửi ID vào nhóm Telegram nhận code trước này. Nhận code xong anh em vui lòng inbox qua Zalo cho mình trong mô tả. Mình sẽ tặng anh em một bộ công thức xích bo. Với lại mình sẽ hỗ trợ đưa về bờ. Mỗi anh em 1 đến 2 lần miễn phí, mất hoàn vốn cho anh em, ok chưa? Rồi, bây giờ thì mình hy vọng ra con 6 này. Đây là người ta gọi là đẳng cấp anh em ạ. Đẳng cấp mẽ rồi. Anh em thấy không? Đấy, anh em biết vì sao mình biết không? Đấy, thì anh em phải xem mình thường xuyên. Ok, bây giờ mình sẽ ra một lại phát nữa này, 46 cụ rồi. Bây giờ mình sẽ ra lại phát nữa, anh em xem mình thường xuyên anh em sẽ biết cách của mình chơi như nào. Đấy, mẹ nó ăn đồ. Bịt 6 tiếp à? Phải cái đồi chưa? Bịt 6 tiếp kìa. 26 rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chấp nhận thôi anh em. 26 thì bây giờ mình sẽ bắt 3 năm thôi anh em. Bắt 3 năm mỗi con 10 cụ luôn nhá. Đấy, đâu rồi nhờ, ui, 9997 anh em ạ, thiếu mất 3k, rồi, ăn con 5 này, 9997 này, thiếu mất 3k là tròn 10 cụ anh em ạ, rồi, lên 85 cụ này, lên 85 cụ anh em ơi, nãy giờ mất tay nào chứ nhờ, nãy giờ không biết mất tay nào chưa hay là đang ăn chuối anh em ạ, ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục anh em này, tiếp tục anh em nhá, hy vọng là ăn thông anh em ơi. Đầy rồi, ăn tiếp con 5 này. Ăn đủ cầu hai bệt, nãy bệt 2 con 6, bây giờ lại bệt 2 con 5. Vãi nồi thật sự luôn, 123 cụ này. Nãy nó bệt 2 con 6 anh em ạ, bây giờ lại tiếp tục bệt 2 con 5. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm tiếp phát nữa này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ con 5, 2 con 5 rồi đúng không? 2 con 6 ra, 2 con 5 ra. Bây giờ mình sẽ bỏ con 4 bắt con 1, à bắt con 2 với lại con 3 nhá. Bắt mỗi con 10 cụ nữa này. Rồi, để xem nào. Đầy rồi, ăn tiếp anh em ơi. Hình như là không biết mùi vị thua là gì anh em ạ. Không biết mùi vị thua là gì luôn. Ăn thông từ đầu đến cuối là có thật anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một tay cuối mình nghỉ anh em nhá.
mình sẽ chơi mỗi con 6 cụ, mình đi lại 150 cụ nhá. Nếu mà mất tay này nữa thì còn lại 150 cụ thì mình sẽ nghỉ luôn. Còn thua, à quên, còn ăn thì mình vẫn nghỉ anh em nhá. Tay cuối cùng không chơi nữa, chơi phải biết đêm dừng anh em nhá. Rồi ok, ra con 3, chấp nhận thôi anh em. Đấy, chấp nhận, mình tưởng là bệt, không bệt thì thôi chấp nhận. Rồi ok, chấp nhận nghỉ anh em nhá. Vốn 800k lên 150 cụ. Rồi bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye, hẹp lại anh em ở những clip tiếp theo nhá.